Hãy subscribe cho kênh Ngay, được không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ai hình gì, người yêu cũ là người thân chó. Một cơn gió hay là trái tim của anh, mà gió cứ mãi vô tâm làm sao ôm, mà gió cứ mãi vô tình thì anh mới dám gọi nhìn thẳng đôi mắt em, bởi vì anh sợ rằng là mình sẽ chết đuối trong đôi mắt ấy.